Ok, thì đó là những cái mẹo của bản thân chị muốn chia sẻ với các em. Thì chị rất là mong rằng các em có thể vận dụng được trong những cái chị vừa chia sẻ vừa rồi để có một bản CV thật là hoàn chỉnh. Và mỗi bạn sau khi xem xong cái video này thì đều có một cái công việc cho mình phù hợp. Thì chắc là cũng đến đây thôi, chị cũng phải nói lời tạm biệt các em rồi. Và rất là hy vọng các em sẽ gặp lại các em trong thời gian tới. Và có thể là ở tuyển dụng Misa hoặc là ở đâu đó trong cái lĩnh vực tuyển dụng chẳng hạn. Rồi, xin chào các em.